Hôm nay thì chúng ta cùng nhau làm một số cái bài tập liên quan đến cái việc mà chúng ta vẽ đồ thị hàm số và cái mối liên hệ nó với đường thẳng. Cho hàm số y bằng ax bình có đồ thị hàm số là parabol p đi qua điểm a trừ 2, 4. Câu A, đề bài yêu cầu chúng ta tìm cái A này và vẽ đồ thị P của cái hàm số đã cho. Câu B, viết phương trình đường thẳng D nhỏ qua A và cắt trục tung tại điểm B có tung độ 2. Câu C, dựa vào đồ thị tìm giao điểm thứ hai khác A của P, P là parabol các bạn, và D nhỏ. Và như vậy thì trong cái bài toán này thì đầu tiên người ta cho một cái hàm số dạng y bằng ax bình, trong đó thì hệ số A chúng ta chưa có xác định cụ thể, và biết rằng cái hàm số này thì đi qua điểm A có tọa độ là trừ 2, 4. Như vậy thì một cái hàm số y bằng ax bình đi qua một điểm A có tọa độ là trừ 2, 4 thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cái giá trị của A là mấy. Và từ đó chúng ta sẽ xác định được cái hàm số, hay nói khác là chúng ta xác định được cái parabol này. Câu 2 thì liên quan đến cái việc mà chúng ta viết cái phương trình đường thẳng mà những bài trước chúng ta đã có cái nhắc đến. Và câu cuối cùng đó là chúng ta xác định cái số giao điểm của cái đồ thị hàm số y bằng ax bình là một parabol và một đường thẳng thông qua cái việc chúng ta vẽ cái đồ thị hàm số. Như vậy thì chúng ta cùng nhau giải quyết cái bài toán đầu tiên này. Và như vậy thì câu A người ta yêu cầu là tìm A và xác định được cái hàm số dạng cụ thể của cái parabol mà người ta cho. Như vậy thì chúng ta đã biết tọa độ điểm A trừ 2, 4 thuộc cái parabol y bằng ax bình. Điều này tương đương với chúng ta thế cái tọa độ cái điểm A này vào trong cái parabol, chúng ta thấy là nó sẽ thỏa mãn. Có nghĩa là 4 bằng A nhân trừ 2 bình. Như vậy thì từ cái phương trình 4 bằng A nhân trừ 2 tất cả bình thì chúng ta có thể tìm được cái giá trị của A bằng cách là chúng ta giải quyết cái bài toán đó. Điều này tương đương với 4 bằng A nhân 4. Nói cách khác, chúng ta chia 2 vế cho 4 thì A sẽ bằng 1. Như vậy thì với cái giá trị A bằng 1 thì hàm số y bằng ax bình lúc này nó sẽ có cái dạng đó là y bằng x bình vì A bằng 1. Vậy chúng ta kết luận P có dạng y bằng x bình. Như vậy thì sau khi chúng ta đã xác định được cái dạng parabol là y bằng x bình rồi thì cái bước tiếp theo đề bài yêu cầu là chúng ta vẽ cái đồ thị của cái parabol này. Như vậy thì đối với một parabol mà chúng ta muốn vẽ đồ thị thì chúng ta sẽ trải qua các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta tìm tập xác định. Thứ hai, chúng ta lập bảng giá trị. Và như chúng ta đã cùng nhau thống nhất ở các bài trước thì đối với bảng giá trị của parabol thì ít nhất có 5 điểm để đối xứng qua cái giá trị x bằng 0. Và thứ ba là sau đó thì chúng ta sẽ chấm điểm trên cái hệ trục tọa độ, trên mặt phẳng tọa độ và chúng ta vẽ. Như vậy thì muốn vẽ parabol này thì việc đầu tiên chúng ta xác định là tập xác định của cái hàm số này, đó là R. Sau đó thì chúng ta cùng nhau cho cái bảng giá trị. Và bảng giá trị ở đây thì thầy sẽ xem xét các giá trị như sau.
x, thầy lựa chọn các giá trị đó là trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Các giá trị của x này nó đối xứng với nhau qua điểm O, giá trị 0 của x đấy. Và như vậy thì với cái hàm số y bằng x bình thì tương ứng với x bằng trừ 2 thì y nó sẽ bằng 4. Tương ứng với x bằng trừ 1 thì y sẽ bằng 1. Tương ứng với x bằng 0, y bằng 0. Tương ứng với x bằng 1, y bằng 1. Và tương ứng với x bằng 2 thì y bằng 4. Thì 2 bình bằng 4. Như vậy thì đến đây thì sau khi chúng ta đã xác định được các cái giá trị của cái bảng giá trị thì những bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vẽ cái đồ thị hàm số này. Như vậy thì muốn vẽ cái đồ thị hàm số này thì chúng ta sẽ chấm các điểm mà chúng ta đã cho trong bảng giá trị lên cái mặt phẳng tọa độ OXY. Và các bạn cùng nhau xác định cái mặt phẳng tọa độ OXY và chúng ta xác định các điểm, tọa độ các điểm mà chúng ta đã cho trong bảng giá trị lên cái mặt phẳng OXY này. Như vậy thì đầu tiên cái cặp lần lượt thầy chấm các cặp điểm như trừ 24, đó là chính là tọa độ điểm A trên hình, trừ 11, 00, 11 và 24. Như vậy thì trong quá trình các bạn vẽ cái mặt phẳng tọa độ OXY thì các bạn phải chú ý là chúng ta phải có cái mũi tên từ trái qua phải, hướng từ trái qua phải của OX và từ dưới lên trên của OY. Và thầy cũng nhắc luôn là chúng ta vẽ cái hệ trục tọa độ thì các đơn vị, các khoảng cách đơn vị đấy trên hai cái hệ trục này nó phải bằng nhau. Và sau đó thì chúng ta sử dụng cái thước parabol và chúng ta đặt vào để chúng ta vẽ sao cho cái cạnh parabol, thước parabol đó đi qua tất cả các điểm của một nhánh bên tay trái, rồi sau đó chúng ta vẽ nhánh bên tay phải hoặc là ngược lại, chứ chúng ta không cùng một lúc vẽ hai nhánh được. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt thước vào để chúng ta có thể vẽ xong nhánh trái rồi sau đó chúng ta vẽ qua nhánh phải. Và đến đây thì chúng ta cùng nhau vẽ thì chúng ta thấy rằng là cái parabol y bằng x bình chúng ta sẽ có dạng như trên hình. Như vậy thì đến đây chúng ta đã xong câu A. Và cũng chú ý các bạn thì nhắc lại một số vấn đề liên quan đến parabol này. Thứ nhất là y bằng x bình thì hệ số A là bằng 1 dương, do vậy cái parabol này sẽ nằm phía trên của trục hoành. Và chắc chắn rằng khi chúng ta vẽ thì nó sẽ đối xứng với nhau qua cái hệ trục tọa độ OY và cái hệ trục trục tung đấy. Và chắc chắn O 00 sẽ là điểm thấp nhất trong cái đồ thị của hàm số này. Chúng ta cùng nhau xem xét câu 2. Câu 2 thì đề bài cho đó là viết phương trình một cái đường thẳng D liên quan là đi qua điểm A và các trục tung tại điểm có tung độ là 2. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng trên hình thì cái điểm B thầy đã xác định cái tọa độ là 20 nằm trên cái trục tung. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương trình đường thẳng qua hai điểm A có tọa độ là trừ 24 và B có tọa độ là 20. Như vậy ở đây thì thầy sẽ, thứ nhất thầy sẽ định dạng cái dạng của đường thẳng đi qua hai điểm AB này bằng cái việc đầu tiên là thầy sẽ gọi cái đường thẳng D có dạng y bằng ax cộng b. Như vậy cái đường thẳng này nó đi qua hai điểm A và B thì trong đó B là một cái điểm rất là đặc biệt. Đường thẳng mà đi qua một điểm nằm trên trục tung thì thường chúng ta sẽ xử lý cái điểm nằm trên cái đường thẳng D này trước, điểm nằm trên trục tung đi qua mà nằm trên đường thẳng D này trước. Do vậy thì vì D cắt trục tung tại
B 02. Điều này tương đương với B bằng 2. Như vậy thì ở đây thì thầy vận dụng cái định lý nằm trong cái chương trước, đó là một cái đường thẳng dạng y bằng s cộng b, thì các trục tung tại điểm có tung độ là b. Do vậy thì đề bài đã cho là đường thẳng d này các trục tung tại điểm có tung độ là 2, nên cái hệ số b trong cái công thức y bằng s cộng b sẽ bằng 2. Như vậy thì sau khi chúng ta đã xác định được cái giá trị của b rồi, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta lập tức có được một cái dạng mới của cái đường thẳng d nhỏ này, đó là y bằng ax cộng 2. Ở đây thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã xác định được cái đường thẳng d nhỏ, nó chỉ phụ thuộc vào cái hệ số a nữa mà thôi, cái tham số a nữa mà thôi. Và như vậy thì đến đây chúng ta sẽ cùng nhau xử lý và cái giả thuyết thứ hai, đó là cái đường thẳng d này đi qua điểm a. Như vậy thì điều này có nghĩa là điểm a nó thuộc cái đường thẳng d nhỏ này. Do vậy thì a thuộc đường thẳng d nhỏ, vì d đi qua điểm a đó, nên điều này tương đương với a có độ tọa độ là trừ 24 thuộc đường thẳng d nhỏ. Và khi điểm a thuộc đường thẳng d nhỏ thì điều này tương đương với thế cái tọa độ điểm a này vào trong công thức của đường thẳng d, chúng ta sẽ có được là 4 bằng a nhân x, có nghĩa là a nhân trừ 2, hay nói khác là trừ 2a cộng 2. Phương trình này tương đương với thầy chuyển số 2 từ vế phải sang vế trái thành trừ 2, thầy rút gọn với 4 thì vế trái lúc này còn 2, vế phải lúc này là trừ 2a, thầy viết ngược lại nên thầy có được cái phương trình tương đương là trừ 2a bằng 2. Và như vậy thì từ phương trình trừ 2a bằng 2 thì thầy có được một cái phương trình tương đương, đó là a bằng trừ 1. Như vậy thì đến đây thì chúng ta đã xác định được cái giá trị của a bằng trừ 1, nên từ đó thầy có được đường thẳng d sẽ có dạng y bằng trừ x cộng 2. Như vậy thì trong câu B này là nhắc lại những cái bài toán ở phía trước, và thông thường thì trong cái bài toán liên quan đến parabol thì đôi khi nó cũng là liên quan đến đường thẳng, và những cái bài toán vừa liên quan parabol vừa liên quan đường thẳng thì đó là một những cái nội dung cũng rất hay ra trong quá trình chúng ta thi vào tuyển sinh lớp 10. Như vậy thì trong bài này nó nhắc đến cái việc viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm, thì ở đây thì chúng ta cái phương pháp chung là chúng ta thế cái tọa độ hai điểm đó vào trong cái đường thẳng của chúng ta đã có, mà chúng ta đã gọi cái dạng y bằng x cộng b. Tuy nhiên thì trong cái việc thế thì nếu bạn nào khéo léo, ở đây có một số cái giả thiết mà chúng ta cần phải chú ý, ví dụ như là đường thẳng d này cắt trục tung tại điểm có tung độ nào đó, thì chúng ta nên thế cái tọa độ điểm đó vào trước để chúng ta có thể có được những cái giá trị b ngay lập tức, và từ đó thì chúng ta sẽ viết được phương trình đường thẳng mới. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định được cái hệ số còn lại bằng cách thế cái tọa độ điểm đó vào trong cái công thức. Và trong cái câu C của bài này thì đề bài yêu cầu là chúng ta dựa vào cái đồ thị hàm số để chúng ta xác định cái giao điểm. Như vậy thì muốn dựa vào cái đồ thị hàm số thì chúng ta phải vẽ được cái đường thẳng D này trên cùng cái hệ trục tọa độ với cái parabol của chúng ta. Như vậy để cái xác định được cái đường thẳng D và cái parabol có bao nhiêu điểm chung với nhau, hay nói khác là khác nhau tại bao nhiêu điểm, thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái phương trình đường thẳng D này, vẽ cái đồ thị hàm số D này trên cùng hệ trục tọa độ với parabol. Và các bạn chú ý ở đây thì đề cho rất rõ ràng rồi, rất tường minh rồi. Thứ nhất là đường thẳng D này đi qua điểm A, mà trên hình thì điểm A chúng ta đã biết có tọa độ là trừ 24, chúng ta đã xác định. Thứ hai,
chúng ta thấy rằng cái đường thẳng này cũng đi qua điểm B, hay nói khác là cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2. Có nghĩa là điểm B sẽ có tọa độ là 0,2 nằm trên cái trục tung. Và như vậy thì cái đường thẳng này cũng sẽ đi qua điểm B. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ cần nối cái đường thẳng qua hai điểm AB thì chúng ta sẽ có được cái đường thẳng được vẽ trên cái mặt phẳng tọa độ chung với lại cái parabola. Như vậy thì từ cái nhận xét này thì thầy chỉ cần nối cái đường thẳng qua hai điểm AB như trên hình thì ta sẽ xác định được cái đường thẳng D. Như vậy thì sau khi nối xong thì cũng từ cái hình vẽ này thì chúng ta thấy là cái đường thẳng D màu xanh và cái parabola B màu đỏ, thì ngoài cái việc mà đường thẳng D cắt parabola tại điểm A thì đường thẳng D này còn cắt parabola tại một cái điểm khác nữa. Như vậy thì trên hình thầy đã xác định cho các bạn là thầy thấy rằng parabola và cái đường thẳng D này có thêm một cái vị trí thứ hai khác điểm A đấy, đó là cái điểm D. Và cái giao điểm D này thì có cái tọa độ cũng như trên hình chúng ta thấy rằng chúng ta có cái tọa độ điểm D đó là 1,1. Và trong câu hỏi này thì đề có nhắc đến một cái phương pháp để chúng ta có thể xác định được cái giao điểm của đường thẳng với parabola, đó là phương pháp dùng cái đồ thị hàm số. Thì trên cái đồ thị hàm số mà chúng ta đã vẽ của cả parabola và đường thẳng thì chúng ta thấy rằng ngoài điểm A, đường thẳng còn cắt parabola tại điểm thứ hai, đó là điểm D có tọa độ là 1,1. Nên chúng ta có thể kết luận như sau. Dựa vào đồ thị hai hàm số, ta thấy D cắt B tại điểm thứ hai là D lớn có tọa độ là 1,1. Như vậy thì trong câu C này thì đề cũng đã nhắc đến, hay nói khác cũng giới thiệu các bạn một cái phương pháp để chúng ta có thể xác định được cái giao điểm của đường thẳng và parabola, đó là chúng ta dùng cái đồ thị hàm số. Tuy nhiên cái phương pháp dùng đồ thị hàm số này thì đôi khi chúng ta không nên sử dụng nhiều, vì một điều đơn giản là có những cái giao điểm có tọa độ không thể xác định được chính xác như trên hình, mà nó rất khó khăn vì đó những cái tọa độ không nguyên hoặc là những tọa độ liên quan đến những giá trị căn khác. Và do vậy thì sau này chúng ta sẽ gặp các phương pháp khác để chúng ta xác định được cái tọa độ giao điểm của hai cái parabola và đường thẳng này. Tuy nhiên đề bài yêu cầu thì chúng ta được phép sử dụng cái phương pháp dùng đồ thị để chúng ta xác định cái tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabola. Như vậy thì trong bài này chúng ta cũng thấy là chúng ta có được cái sự tương quan đầu tiên giữa đường thẳng parabola, đó là đường thẳng khi cắt parabola thì có thể cắt tại hai điểm phân biệt. Và như vậy thì nội dung bài hôm nay thì chúng ta cùng nhau nhắc lại cái cách vẽ parabola, và trước đó là chúng ta phải xác định được cụ thể cái công thức của cái hàm số, hay nói khác là phương trình của hàm số liên quan đến parabola. Và thứ hai là chúng ta vẽ parabola thì chúng ta cũng phải trải qua lần lượt các bước là tìm tập xác định cho bảng giá trị gồm có ít nhất là 5 điểm, và sau đó thì chúng ta vẽ. Thứ ba đó là chúng ta cũng gặp một cái phương pháp mới, đó là chúng ta dùng đồ thị hàm số để xác định cái giao điểm và tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabola. Thì nội dung bài hôm nay thì đến đây là hết. Bài sau thì thầy cùng với các em sẽ cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến đường thẳng và parabola trong một cái mối tương quan giữa đường thẳng và parabola hơi khác lạ hơn một chút, và chúng ta cũng sẽ xác định được cái mối tương quan đó thông qua cái việc nhận xét trên cái đồ thị hàm số mà bài yêu cầu. Bài hôm nay đến đây là hết, thì xin chào các em, hẹn gặp em ở cái bài sau.